Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại buổi chữa đề tiếp theo ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Và hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi. Vậy nên nếu như chúng mình đã có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay thì hãy cùng gửi lời chào tới chị nhé, được không ạ? Không biết là bây giờ thì chúng mình đã có thể có mặt ở đây chưa ạ? Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau có đề số 08. Các bạn ạ, chúng mình sẽ có cái đề số 08 và các bạn cũng đã nhìn thấy rồi. Nếu mà nhìn tổng quan á thì cái đề số 08 này của chúng mình uh, là đề mà sẽ có bài nghị luận văn học về chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Được không ạ? Vậy thì có lẽ là ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái phần chữa đề số 08 này cùng với chị Hiên thôi các bạn nhé Trước tiên chúng ta có một cái phần văn bản như sau ạ Phần 1 đọc hiểu về cái dung lượng thời gian làm đề, chị xin nhắc lại một lần nữa cùng với chúng mình trong buổi ngày hôm nay nhé. Hiện tại thì cái cấu trúc của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia sẽ bao gồm có hai phần. Phần 1 là phần đọc hiểu. Được không ạ? Phần này sẽ chiếm 3 điểm trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là chúng ta sẽ làm cái phần này trong khoảng thời gian là từ 15 cho tới 20 phút các bạn nhé Được không ạ? Đây sẽ là cái khung thời gian cho phần đầu tiên này Sau đó đến phần 2 là phần làm văn Thì ở phần này chúng ta có hai câu Câu 1 là gì ạ? À câu 1 đó là nghị luận xã hội câu này viết bài văn khoảng 200 chữ Các bạn cũng sẽ làm từ 15 cho tới 20 phút giúp chị Được không ạ? Và câu số 2 là nghị luận văn học Nghị luận văn học Câu này thì chúng mình sẽ làm trong khoảng thời gian từ 60 cho tới 70 phút các bạn nhé Ok chưa ạ? Thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái quỹ thời gian tổng để các bạn có thể triển khai uh, cái bài thi trung học phổ thông quốc gia là 120 phút. Đúng không ạ? Mà riêng làm đọc hiểu và nghị luận xã hội là chúng ta đã mất khoảng 40 phút đi. Chị cứ cho là khoảng 40 phút đi. Nhá. Phải không nào? Tiếp theo đấy là làm nghị luận văn học chúng ta mất thêm khoảng à 70 phút nữa. Được không ạ? Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp chị là chúng ta sẽ còn khoảng thời gian đó là 10 phút. Và 10 phút này để chúng ta có thể đọc đề lúc mà chúng mình nhận đề á. Sau đó là chúng ta sẽ kiểm tra lại bài viết của mình. Thì đây sẽ là cái khung thời gian chuẩn mà các bạn nên áp dụng trong cái tiến trình luyện đề còn lại của mình các bạn nhé. Ok chưa nào? Đây sẽ là cái khung thời gian chuẩn để các bạn có thể áp dụng trong cái tiến trình làm đề tiếp theo của mình. Các em chú ý giúp chị Hiên nha, các bạn chú ý giúp chị nha. Được không nào? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái đề ngày hôm nay nhá. Đó là nói về cái phần phân chia thời gian cho các bạn là như vậy. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với đề bài ngày hôm nay. Trước tiên, phần 1 La Mã của chúng mình, đó là phần đọc hiểu chiếm 3 điểm. Đọc văn bản sau đây và thực hiện các yêu cầu. Bạn không nên để thất bại ngăn mình tiến về phía trước. Hãy suy nghĩ tích cực, hãy suy nghĩ tích cực về thất bại và rút ra kinh nghiệm. Thực tế, những người thành công luôn dùng thất bại như là một công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Họ có thể nghi ngờ phương pháp làm việc đã dẫn họ đến thất bại, nhưng không bao giờ nghi ngờ khả năng của chính mình. Tôi xin chia sẻ với các bạn về câu chuyện của những người đã tìm ra cách rút kinh nghiệm từ thất bại để đạt được những thành quả lớn trong cuộc đời. Thomas Edison đã thất bại gần 1.000 10 lần, 10.000 lần trước khi phát minh thành công bóng đèn điện. Rowling, tác giả của Harry Potter, đã từng bị 10 nhà xuất bản từ chối bản thảo tập 1 của bộ sách. Giờ đây, bộ tiểu thuyết này của bà trở nên vô cùng nổi tiếng và đã được truyền thể thành loạt phim rất ăn khách. Ngôi sao điện ảnh Thành Long không cần không thành công trong lần đầu tiên đóng phim ở Hollywood. Thực tế bộ phim Hollywood đầu tay của anh thất vọng lắm chứ. Nhưng điều đó cũng đâu ngăn được anh vùng lên với những phim cực kỳ ăn khách sau đó như Giờ Cao Điểm hay Hiệp sĩ Thượng Hải. Thất bại không phải cái cớ để ta trần trừ. Ngược lại, nó phải là động lực để tiếp thêm sức mạnh để ta vươn tới thành công. À, được không ạ? Thì các bạn ơi, ở đây chúng ta có một cái phần văn bản nhé. Ở đây chúng mình có một cái phần văn bản và tương tự như vậy. Được chưa nào? Tương tự như vậy thì các bạn sẽ chú ý là chúng ta sẽ có bốn cái câu hỏi như sau ạ. Được không nào? Chúng mình sẽ có bốn câu hỏi như sau. Được chưa nào? Chúng mình sẽ có bốn cái câu hỏi như sau nhé. Câu hỏi số 1. Đó là chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. Thế thì các bạn ơi, đây là cái câu hỏi mà như chị nói đấy ạ gọi là tạm cho các bạn điểm đúng không ạ tạo điều kiện để kiểu như là giúp các bạn học sinh chống liệt đấy ạ đúng không nào thế thì các bạn sẽ chú ý ở đây giúp cho chị là chúng ta sẽ có cái phương thức biểu đạt chính của văn bản này là gì nhở à chúng ta có thể thấy là nếu như các bạn đã xem những cái phần chị hướng dẫn trong đọc hiểu được không ạ thế thì các bạn sẽ thấy giúp cho chị là gì ạ cái phương thức biểu đạt mà nó thể hiện quan điểm của tác giả về một cái vấn đề. Cộng thêm với đó ở đây lại là những cái cuốn sách để cho chúng ta có thêm những cái kỹ năng sống nữa. Thế thì các bạn có thể suy ra được luôn, đó là phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, đó chính là à nghị luận được không nào? Có điểm luôn. Trả lời. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là trình luận à chị xin lỗi nghị luận. Ok chưa ạ? Đây là dạng câu hỏi nhận biết thôi. Và nhớ nhá, nói về phương thức biểu đạt thì chúng ta sẽ có bao nhiêu phương thức biểu đạt hả các em? À, chúng ta sẽ có 6 phương thức biểu đạt. Đó là tự sự này, miêu tả này, biểu cảm này, chị gì ạ? À chứng thuyết minh này. Đúng không? Nghị luận này và hành chính công vụ này, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Và chúng ta sẽ dựa vào à chúng mình sẽ dựa vào những cái dấu hiệu để có thể đưa ra được cái câu trả lời chính xác khi đề bài hỏi chúng ta về à khi đề bài hỏi chúng ta về phương thức biểu đạt các bạn nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy ạ. Phương thức biểu đạt chính của văn bản này là nghị luận các em nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với câu hỏi số 2. Đó là chỉ ra mặt tích cực của thất bại mà người thành công luôn dùng được nêu ở đoạn trích. Vẫn là dạng câu hỏi nhận biết đúng không nào? Và đây là cái dạng câu hỏi mà gì nhỉ? À, chúng ta sẽ phải đi tìm ngữ liệu trong văn bản câu này cũng tiếp tục là một câu cho các bạn điểm thôi ạ thế thì bây giờ các bạn phải tìm cái từ khóa này soi chiếu cái từ khóa này lên phần phía trên được chưa nào à, người thành công nhá các bạn sẽ nhìn thấy này đúng không ạ thực tế những người thành công luôn dùng thất bại như là một công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản thân đúng không ạ thế thì các bạn có thể thấy rằng là đây các em nhìn thấy chưa các bạn nhìn thấy cái câu này chưa nhìn thấy cái phần mà chúng mình cần phải tìm chưa chúng mình sẽ đọc tiếp họ có thể nghi ngờ phương pháp mình đã dẫn họ có thể nghi ngờ phương pháp làm việc đã dẫn họ đến thất bại nhưng không bao giờ nghi ngờ khả năng của chính mình tôi xin chia sẻ với các bạn à, phần sau là đưa ra dẫn chứng rồi vậy thì chúng ta đọc cả cái văn bản này thì chúng ta có thể thấy là chỉ có cái câu đó thôi cái câu đó chính là đáp án mà chúng ta cần tìm đúng không ạ thế thì chúng ta có thể thấy rằng là gì những người thành công luôn dùng đó thất bại như là một công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản thân ok chưa ạ đó các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá được chưa nào được chưa ạ các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá đó thì ở đây chúng mình sẽ có này đấy là cái dạng câu hỏi tìm ngữ liệu trong văn bản được không ạ đó là cái dạng câu hỏi tìm ngữ liệu trong văn bản à, cái phương pháp thì chúng ta đã trao đổi với nhau rồi đấy là chúng ta sẽ chỉ cần làm gì ạ à đấy là chúng ta sẽ chỉ cần tìm ra cái từ khóa và gì ạ tìm ra cái từ khóa và sau đó soi chiếu lên trên cái phần văn bản nhớ là phải đọc toàn bộ văn bản nữa đừng để mình rơi vào một cái trường hợp là mình không tìm được ra toàn bộ những cái câu trả lời cần thiết. Nhiều bạn làm câu này thì sẽ bị rơi vào một vấn đề đó là tìm chưa hết, được không ạ? À? Tìm chưa hết những cái ý đó. Đó, ok chưa nào? Thì đấy sẽ là cái câu số 2 nhá. Được chưa ạ? À? Đây chúng ta sẽ có thể trả lời là gì? Mặt tích cực của thất bại. Mà người thành công luôn dùng trong văn bản trên là Đó, được không ạ? À? Những người thành công luôn dùng thất bại như là một công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Ok chưa nào? Đấy là câu số 2 nhá, dạng câu hỏi nhận biết, tìm ngữ liệu trong văn bản. Thế còn câu hỏi số 3 thì sao? Việc tác giả trích dẫn các câu chuyện của Thomas Edison này, Rowling này đúng không ạ? GK Rowling này, ngôi sao điện ảnh Thành Long này có tác dụng gì? Thế thì các bạn ơi, các bạn hãy nhớ lại giúp cho chị, các bạn có biết là đây là cái dạng câu hỏi gì không ạ? Các bạn có biết là đây là cái dạng câu hỏi gì không ạ? Chúng ta hãy cùng nhắc nhớ lại một chút xíu thì nói về dạng, nói về những cái câu hỏi đọc hiểu ạ. Mình sẽ cùng nhắc nhớ lại một chút kiến thức nhé. Các cấp độ câu hỏi đọc hiểu các bạn còn biết cái này không ạ chị nghĩ là chúng mình phải biết chứ đúng không à đối với các bạn mà học trong khóa học luyện đề thì chị không nói nhưng mà đối với các bạn mà đến cái thời điểm chúng ta bắt đầu uh, vào luyện đề ngay lập tức thì chị nghĩ là ở trên lớp các bạn cũng đã được trang bị tất cả những cái phần kiến thức này rồi phải không ạ chúng ta sẽ có bốn cái cấp độ câu hỏi đọc hiểu thường gặp đó là cấp độ câu hỏi nhận biết nhắc nhớ lại kiến thức đó nhá câu hỏi nhận biết này được chưa ạ thứ hai là câu hỏi thông hiểu được không ạ à? các bạn phải ghi bài nhé bởi vì là cụ thể là cái phần tài liệu mà chị đưa cho các bạn ấy thì sẽ chỉ là chữa đề thôi còn nếu như mà muốn tìm hiểu kiến thức ôn lại thì bắt buộc là các bạn phải xem các buổi học như thế này và các bạn phải chủ động ghi bài đối với những điều mà các bạn cảm thấy cần thiết nha. Đó là lý do vì sao mà chị nói rằng là cần thêm rất nhiều thời gian để tự học. Có nhiều bạn chỉ dừng lại ở việc là chúng ta học xong còn thậm chí là có những bạn còn bây giờ chị nghĩ là dồn lại rất nhiều buổi học rồi còn chưa học ấy. Được không nào? Nếu mà các bạn không học thì thì làm sao mà các bạn có thể làm tốt mọi thứ được? Được không nào? Rồi, thế thì các bạn ơi chúng ta sẽ có câu hỏi câu hỏi nhận biết này, câu hỏi nhận biết này. Câu hỏi thông hiểu này. Câu hỏi vận dụng này. Và câu hỏi vận dụng cao này. Đó. Thế thì các bạn ơi chúng ta nói về câu hỏi đọc hiểu thì chúng ta sẽ chia ra làm 4 cấp độ như thế này. Tương ứng với 4 cấp độ câu hỏi chúng ta sẽ có các dạng câu hỏi nhỏ thường gặp Nhá. Ví dụ như đối với câu hỏi nhận biết thì cái tín hiệu nhận biết của cái dạng câu hỏi này sẽ là gì? Sẽ là câu hỏi sẽ yêu cầu xác định một đặc điểm hình thức của văn bản. Yêu cầu xác định một đặc điểm hình thức của văn bản. Ví dụ như là về phương thức biểu đạt phong cách ngôn ngữ, biện pháp tu từ, thao tác lập luận, thể thơ, phép liên kết, vân vân được không ạ? À? OK chưa nào? Và thường nhá là cái cấu trúc của cái dạng câu hỏi này sẽ có đó chính là xác định cái gì đó hoặc là chỉ ra cái gì đó đó được không ạ xác định hoặc là chỉ ra được chưa nào hãy chú ý giúp cho chị nhá tiếp theo cũng vẫn là dạng câu hỏi nhận biết thì chúng ta sẽ có thêm một cái dạng câu hỏi nữa đó chính là cái dạng câu hỏi yêu cầu tìm chi tiết thuộc về nội dung văn bản được không ạ phù hợp với nội dung định hướng phù hợp với nội dung định hướng trong câu lệnh được không ạ à? tức là nói ngắn gọn để dễ hiểu hơn thì chính là cái dạng mà chúng mình vừa làm đấy đó là gì đó là dạng câu hỏi tìm ngữ liệu trong văn bản các bạn nhớ không ạ à? và đương nhiên cái cấu trúc mà chúng ta có ở đây sẽ thường là trong cái cơ cách đặt câu hỏi ấy, thì người ta sẽ thường đưa ra những cái cụ từ kiểu như là theo tác giả hoặc là hoặc là theo đoạn trích à, theo đoạn trích hay là trong đoạn trích hay là dựa vào đoạn trích đó thì chúng ta sẽ chú ý nhá. Đây là hai cái dạng câu hỏi ở cái cấp độ nhận biết. Được không ạ? À? Đây là cái dạng câu hỏi ở cấp độ nhận biết. Và các bạn chú ý giúp cho chị, đó là gì ạ? À? Đó là chúng ta vừa làm hai cái câu hỏi đó xong. Đây thứ nhất đây. Xác định phương thức biểu đạt chính đây, thứ hai đây. Chỉ ra mặt tích cực của thất bại mà người thành công được nêu trong đoạn trích đây. Đúng không? Trong đoạn trích đây. Ok chưa nào? Trong văn bản đấy thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Đấy là câu hỏi nhận biết là có hai dạng câu hỏi nhỏ nhá. Nhớ chưa? Ok chưa? Tiếp theo là câu hỏi thông hiểu. Thì cái tín hiệu nhận biết của câu hỏi thông hiểu sẽ là thường yêu cầu giải thích cách hiểu nội dung một khái niệm hoặc nhận định hoặc câu văn hoặc câu thơ trong văn bản kiểu như này này các bạn gặp những cái dạng câu hỏi mà nó có cái cấu trúc như sau này đó chính là anh chị hiểu về nội dung của một cái gì đó được không ạ à? như thế nào đó hay là anh chị hiểu như thế nào về nhận định đó trong đoạn trích kiểu kiểu vậy được không ạ à? thế thì về cơ bản thì chúng ta thấy rằng là gì nào về cơ bản thì chúng ta thấy rằng là đây là cái dạng câu hỏi nếu như chúng ta đưa ra câu trả lời thì cái nhiệm vụ mà các bạn cần phải làm đó chính là các bạn phải giải thích được nghĩa đen giải thích được nghĩa đen nghĩa bóng được không ạ? Giải thích được nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa ẩn dụ, biểu tượng. Được không nào? Hay là nghĩa ẩn dụ. Biểu tượng của khái niệm quan niệm nhận định. Đó thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Đấy là dạng câu hỏi thông hiểu nha. Tất cả những cái gì chia sẻ với các bạn ở đây đều là những cái sát nhất để các bạn có thể triển khai và xử lý được những cái đề đọc hiểu. Vậy nên là đây cũng là một cái tiến trình mà chúng ta đang ôn tập lại đấy ạ. Nên là các bạn sẽ để ý giúp cho chị một chút là như vậy nhá. Bây giờ đối với cái câu hỏi tiếp theo là câu hỏi vận dụng. Thì các bạn sẽ thấy là cái câu hỏi vận dụng ấy thường sẽ yêu cầu xác định thường yêu cầu xác định và à, thường yêu cầu xác định và phân tích giá trị và phân tích giá trị của biện pháp tu từ hay là tác dụng của việc sử dụng kết hợp được không các phương thức biểu đạt các phương thức biểu đạt được không nào các phương thức biểu đạt hay là gì ạ à? à, tác dụng của việc sử dụng từ ngữ được không trong vân vân v... nhá trong văn bản trong câu hoặc là trong đoạn văn bản đó thì các bạn ơi nếu như mà với những cái chị Hiên vừa chia sẻ về cái dấu hiệu nhận biết ở đây thì có phải các bạn sẽ thấy ngay lập tức là cái câu hỏi số 3 của chúng ta ở đây này. Đó chính là việc tác giả trích dẫn câu chuyện của Thomas Edison này, Rowling này, ngôi sao điện ảnh Thành Long này có tác dụng gì đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là gì nhỉ? À, chúng ta có thể thấy rằng là đây chính là câu hỏi vận dụng Đúng không? Thế thì khi mà nói về một cái đáp án của câu hỏi vận dụng thì cần phải đảm bảo cái yếu tố như thế nào? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta trả lời những cái câu hỏi vận dụng để nêu ra tác dụng của việc sử dụng các biện pháp tu từ hay là sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt hay là việc sử dụng từ ngữ thì chúng ta sẽ vận dụng kiến thức tiếng Việt tu từ học văn học, đúng không ạ? cuộc sống xã hội để xác định đúng và phân tích cái giá trị biểu đạt. Thường là sẽ phải nêu ra giá trị biểu đạt. Tức là nó thể hiện, nó diễn đạt cái nội dung gì. Đúng không ạ? Và cái thứ hai, đó chính là giá trị biểu cảm. Tức là nó đưa tới cảm xúc gì. Được không ạ? thế thì ở đây chúng ta có thể thấy là áp vào với cái việc mà tác giả đã trích dẫn các câu chuyện của Thomas Edison này đúng không ạ à, rồi thì gì nữa đây câu chuyện của J.K. Rowling này của ngôi sao điện ảnh Thành Long này thì chúng ta thấy rằng thứ nhất về mặt nội dung về mặt diễn đạt đấy thì ở đây cái cách là tác giả đã đưa tới tác dụng được không ạ đây nhá chúng ta sẽ trả lời này thứ nhất việc tác giả Trích dẫn các câu chuyện của Thomas Edison, JK k Rowling, ngôi sao điện ảnh Thành Long có tác dụng thứ nhất. Đó là về mặt diễn đạt, đúng không ạ? À, về mặt biểu đạt, tức là diễn đạt nội dung gì thì chúng ta thấy để cho người đọc thấy được. À, đây là những dẫn chứng người thật, việc thật. Là những dẫn chứng người thật, việc thật và từ đó làm gì ạ à từ đó à thuyết phục để thuyết phục người đọc để thuyết phục người đọc được chưa ạ và chúng ta cũng thấy rằng là từ việc đưa ra à, những cái câu chuyện về những con người đã từng thất bại như vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy là gì ạ nhấn mạnh vào ý nghĩa của thất bại đối với thành công của mỗi người. Được không nào? Và thêm vào đó thì chúng ta cũng thấy rằng là nó truyền nó mang tới một cái cảm xúc, nó truyền tới một cái cảm xúc đó là gì nhỉ? Đó chính là từ đó sẽ khích lệ động viên mỗi người chúng ta cần có niềm tin vào bản thân. Đúng không ạ? À? cần có niềm tin vào bản thân và không gục ngã trước thất bại. À, được không ạ? À? Đó thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Đương nhiên là các bạn không cần thiết phải diễn đạt được 100% như thế này đâu nha. Điều quan trọng là các bạn thể hiện được cái ý như vậy. Được không nào? Điều quan trọng là các bạn thể hiện được những cái ý như vậy. Ok chưa nào? Thì chúng mình sẽ chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục tìm hiểu nội dung tiếp theo ạ. Đó là câu hỏi số 4 ở đây. Thì chúng ta có cái câu hỏi số 4 ở đây ạ. Nào chúng mình có cái câu hỏi số 4 ở đây. Bài học có ý nghĩa nhất anh chị rút ra từ văn bản trên là gì? Lại soi chiếu lên cái phần kiến thức của phần đọc hiểu. Với những cái câu hỏi của phần đọc hiểu thì chúng ta cũng có thêm một cái dạng câu hỏi nữa đó là dạng câu hỏi vận dụng cao ở câu hỏi vận dụng cao ấy thì các bạn sẽ thấy là tín hiệu nhận biết của loại câu hỏi này đó chính là đề sẽ thường yêu cầu thể hiện cảm xúc suy nghĩ thái độ và nhất là nhận xét và trình bày quan điểm của cá nhân trước một nhận định một thông điệp một vấn đề được đặt ra trong văn bản đọc hiểu có nghĩa là ví dụ nhé sẽ có những cái dạng câu hỏi chính này thứ nhất đó là người ta sẽ yêu cầu các bạn là gợi được không ạ đưa ra cái cảm xúc cái nhận xét của các bạn về một cái vấn đề gì đó một cái yếu tố gì đó ở trong văn bản dạng thứ hai là yêu cầu các bạn rút ra thông điệp có ý nghĩa và dạng thứ ba có thể là sẽ yêu cầu các bạn thể hiện cái quan điểm rõ ràng đó chính là đó có thể là các bạn sẽ đồng tình hay là không đồng tình được không ạ đó thấy nó phù hợp hay không phù hợp thì vấn đề đó đúng hay là sai kiểu như vậy thế thì các bạn có thể thấy nhá câu hỏi nhận biết là có hai dạng câu hỏi câu hỏi thông hiểu có một dạng câu hỏi chính Ngoài ra thì câu hỏi thông hiểu cũng có thể là người ta sẽ yêu cầu các bạn là tìm ra nội dung chính của cái văn bản đấy á. Thế nhưng mà về bản chất thì cái dạng câu hỏi đó xuất hiện không nhiều ạ. À. Vậy nên chị không đề cập đến ở đây. Ok chưa ạ? Dạng câu hỏi vận dụng thì cũng có một câu hỏi. Đúng không? Và câu hỏi vận dụng cao thì chúng ta có 3 câu hỏi. Vậy thì suy cho cùng các bạn có thể nhìn thấy ở đây tổng cộng là chúng ta sẽ có à 7 kiểu câu hỏi đối với dạng câu hỏi đọc hiểu mà chúng ta thường gặp trong đề thi trung học phổ thông quốc gia ok chưa nào nhá thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá được chưa nào các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá đấy các cái cấp độ câu hỏi đọc hiểu ngày hôm nay là được ôn tập lại rồi đấy nhá hãy nhớ là ghi lại bài nếu như mà chúng mình thấy rằng là chúng ta cần thiết phải À, chúng ta cần thiết phải làm gì ạ cần thiết phải hệ thống lại như vậy để làm cho cái phần gì ạ để làm cho cái phần học về đọc hiểu của chúng ta sẽ trở nên khoa học hơn nhá thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng tiếp tục này quay trở lại đây đối với cái câu hỏi số 4 ở đây thì các bạn cũng đã biết đây là dạng câu hỏi vận dụng cao rồi và cái yêu cầu đặt ra cho chúng ta ở đây đó là rút ra cái bài học có ý nghĩa nhất với anh chị đúng không? Rút ra bài học có ý nghĩa nhất. Vậy thì các bạn sẽ có thể là ở đây đương nhiên là ba đem điều của bộ giáo dục thì bao giờ đối với dạng câu hỏi này sẽ là chúng ta có thể thoải mái rút ra cái bài học có ý nghĩa nhất đối với các em nhá. Miễn là quan trọng chúng ta gì ạ? À chúng ta có được một cái sự lý giải phù hợp. Ở đây bài học là bài học có ý nghĩa nhất. Thế nên thành ra là chúng ta sẽ chỉ nêu ra một bài học mà thôi. Ok chưa ạ? Chị lấy ví dụ nhé Các bạn có thể nêu ra một cái bài học như thế này Đó chính là gì ạ? Bài học có ý nghĩa nhất Tôi rút ra Từ văn bản trên Là Đúng không ạ? Đó ví dụ như chúng ta chọn cái câu này này Chúng ta chọn cái câu đây ạ Đó là dùng thất bại như một công cụ Để học hỏi và hoàn thiện bản thân đấy Được không ạ? Đó chính là gì? đó chính là à, thất bại không đáng sợ được không ạ à? được không nào thất bại không đáng sợ ví dụ thế bài học có ý nghĩa nhất đối với tôi rút ra từ văn bản trên là thất bại không đáng sợ hoặc là thất bại có ý nghĩa lớn trong thành công của mỗi người ví dụ thế vì À, đúng không ạ à, thất bại vì sau mỗi lần thất bại chúng ta sẽ có thêm những bài học kinh nghiệm quý giá à, được không ạ bản thân mỗi người hơn thế hơn thế bản thân mỗi người sẽ rèn luyện được bản lĩnh đúng không sự mạnh mẽ điềm tĩnh để nhìn nhận mọi vấn đề thấu đáo hơn đó chính là nền tảng đưa chúng ta à, đến với những thành công sau này được không ạ? chấm. Bởi vậy mỗi người trẻ cần coi hay cần sử dụng thất bại như một công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Ví dụ vậy nhá. Còn đương nhiên là chị biết rằng là các bạn cũng sẽ có những cái cách khác nhau để đưa ra cái bài học thông điệp có ý nghĩa nhất đối với các em. Các bạn hãy nhớ giúp chị là miễn làm sao chúng ta có được một cái sự lý giải hợp lý là ok. Được chưa ạ? À? Thì các bạn sẽ chú ý cái điều đấy giúp cho chị nhá. Đấy là phần đọc hiểu. Và nhớ cái bảng này nhá, nhớ ghi lại cái bảng này nhá. Ok chưa nào? Nhớ ghi lại cái bảng này nhá. Rồi, Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần 2 La Mã, đó chính là phần làm văn. Và phần này thì chiếm 70% số điểm trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Đương nhiên là bao giờ thì chúng ta cũng sẽ phải triển khai hai câu, một đoạn văn và một bài văn, đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy là đoạn văn của chúng ta ở đây, đó là gì ạ? Đó là một cái đoạn văn nghị luận xã hội và chị nghĩ là chị Hiên sẽ không cần phải nhắc lại về cái cấu trúc nữa, đúng không? Chị chị Hiên sẽ không cần phải nhắc lại về cấu trúc nữa đâu ạ, bởi vì chị đã nhắc quá nhiều lần rồi. Đối với đoạn văn nghị luận xã hội và các bạn nhớ là chúng ta phải triển khai theo đủ các ý đó nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm xác định một số các vấn đề nào. Thứ nhất, đó là về mặt hình thức. Thì sẽ là một đoạn văn khoảng 200 chữ, đúng không ạ? một đoạn văn khoảng 200 chữ. Nội dung sẽ là gì ạ? À, nội dung sẽ là gì? Nội dung sẽ là đây. Bạn sẽ lựa chọn đối mặt với thất bại như thế nào? À. Hay nói cách khác đó chính là gì? Hãy nói với tôi về cách thức bạn vượt qua thất bại. Đúng không? các bạn ơi các bạn phải hiểu rõ được cái vấn đề đó thì khi làm các bạn mới thông suốt được nhá khi làm các bạn mới thông suốt được về cơ bản thì đây là một cái kiểu ra đề một cái cách ra đề khá là mới lạ đối với các em bởi vì từ trước đến giờ thì các bạn sẽ chỉ gặp những cái dạng đề ví dụ về ý nghĩa về vai trò về biểu hiện về nguyên nhân về hệ lụy đúng không thế nhưng ngày hôm nay chúng ta lại có một cái cách ra đề đó là đặt ra một cái câu hỏi thế nhưng khi chúng ta đọc đề thì chúng ta cũng phải hiểu được rằng là cái bản chất của cái đề mà được diện mà được nêu ở đây á thì chúng ta có thể thấy đó là gì đó là đang muốn hỏi chúng ta về cái cách thức mà chính bản thân các em vượt qua thất bại vậy thì hãy tự đặt câu hỏi đó cho chính mình chị nghĩ là trước khi mà làm cái phần đoạn văn này thì các bạn nên có một cái khoảng thời gian nho nhỏ để các bạn tự suy nghĩ lại chính bản thân mình rằng trong hành trình mình đi đến bây giờ là hơn 17 năm cuộc đời, đúng không? Đã bao giờ các em làm một cái điều gì đó mà các bạn phải đối diện với thất bại chưa? Hay là có may mắn chăng là trong tất cả những cái chặng đường mà các em đi, bất cứ điều gì các em làm cũng đều đạt được cái thành công? Thế thì các bạn sẽ tự hỏi chính bản thân của các em như vậy. Thì sau khi các bạn tự hỏi chính bản thân của mình như vậy, thì chúng ta sẽ nhớ lại xem là chúng ta đã vượt qua thất bại như thế nào? đúng không ạ chúng ta đã chọn cái cách để vượt qua thất bại như thế nào tự đặt câu hỏi cho chính mình bởi vì hãy luôn nhớ rằng bài viết nghị luận xã hội của chúng ta phải mang cái tính cá nhân hóa vì đó là một cái đoạn viết để các em trình bày cái quan điểm của bản thân các em mà được không ạ nên hãy nhớ rằng là đó không phải là bài viết của một ai khác ngoài chính các em nhá đó không phải là bài viết của một ai khác ngoài chính các em Vậy nên điều mà các em cần phải làm là tự hỏi chính mình cái câu hỏi này. Suy nghĩ lại về cái hành trình mình đã đi qua để xem là mình đã từng gặp thất bại chưa. Và khi mà mình gặp thất bại thì mình đã đối diện với nó như thế nào? Được chưa ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có nhưng mà đương nhiên là là chúng ta phải định hướng uh, theo cái hướng tích cực chứ. Đúng không? Chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại bảo là chúng ta viết là cái cách đối diện với tất thất bại đó chính là chúng ta trốn chạy, chúng ta từ bỏ à? Các em hiểu ý chị không ạ? Nên về bản chất là dù như thế nào thì cái mục tiêu chúng ta đề ra đó phải là một cái đoạn văn truyền cảm hứng. Mà nếu như đó là một cái đoạn văn truyền cảm hứng thì đương nhiên nó phải là một cái đoạn văn truyền cảm hứng tích cực, chắc chắn rồi nhá. Chắc chắn phải là một cái đoạn văn truyền cảm hứng tích cực. Đó, vậy nên các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha. Chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị nha Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến với à, Chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái phần hướng dẫn cụ thể à, Chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái phần hướng dẫn cụ thể cho đề bài này nhá Rồi, xác định xong Bây giờ bắt đầu tiến hành viết mở đoạn Được không ạ? Mở đoạn chúng ta sẽ phải nêu được ra cái câu hỏi Đó là bạn sẽ lựa chọn đối mặt với thất bại như thế nào và nếu được thì chúng ta sẽ nêu ra luôn cái quan điểm của chính bản thân mình được không ạ ok chưa nào ví dụ chúng ta có thể mở đoạn đúng không ạ điều quan trọng điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với cuộc sống của bạn mà là cách bạn nhìn vào biến cố đó được không ạ câu nói ấy đã nhắc nhở chính tôi được không ạ à, về việc đối diện với thất bại được không câu nói ấy đã nhắc nhở chính tôi về việc đối diện với thất bại tôi sẽ lựa chọn đúng không ạ dũng cảm chấp nhận và tiếp tục tiến về phía trước ví dụ là như thế ok không ạ ví dụ là như vậy được chưa nào tức là chúng ta khẳng định luôn rằng là đối với tôi thì cái cách mà tôi sẽ đối mặt với thất bại đó là gì ạ đó chính là tôi sẽ dũng cảm chấp nhận cái thất bại đó và sau đó tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và cố gắng thì chị nghĩ là bất cứ bạn nào làm trong cái đề bài này thì các em cũng sẽ lựa chọn cái cách thức như vậy để vượt qua thất bại thôi đúng không nào hay là ví dụ một cái cách khác trong cuộc sống có những tình huống xấu và tốt sẽ xảy đến với chúng ta cũng như thành công và thất bại là điều bình thường mà mỗi người sẽ gặp trong hành trình chinh phục ước mơ của mình vậy bạn đúng không ạ vậy bạn sẽ lựa chọn như thế nào à vậy bạn sẽ lựa chọn được không nào vậy bạn sẽ lựa chọn đối mặt với thất bại như thế nào à ví dụ là như vậy được chưa ạ thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là sẽ có rất là nhiều cách để chúng ta có thể triển khai hoặc là các bạn cũng có thể chủ động đi từ một cái gọi là trải nghiệm cá nhân của các em chẳng hạn đúng không đó chính là à tôi đã từng thất bại đó là điều tôi muốn thừa nhận nhưng tôi tin thất bại. Không phải được không ạ? À? Không phải là sự không phải là sự được không ạ? À? Thất bại ấy. Tôi không nhưng tôi tin những thất bại ấy. Những thất bại ấy không phải là sự thể hiện kém cỏi của chính bản thân mình Được không ạ? Thất bại là bài học Là kinh nghiệm Để tôi vững vàng hơn Trên chặng đường phía trước Đúng không? Còn bạn đó, bạn sẽ lựa chọn đối mặt với thất bại như thế nào? Ví dụ là thế. Được không nào? Đi từ những cái trải nghiệm cá nhân của chính các em. Cách nào cũng được. Miễn làm sao dẫn được vào cái phần nội dung nghị luận của chúng ta. Ok chưa nào? Được không ạ? À? Sau đó thì chúng ta sẽ cùng với nhau viết thân đoạn. Thì ở trong cái phần thân đoạn này vẫn các cái thao tác như chị nói cùng với các em thôi. Trước tiên là chúng ta sẽ tiến hành giải thích. Được không ạ? À? Trước tiên là chúng mình sẽ tiến hành giải thích các bạn nhé thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta sẽ đưa ra một cái chúng ta sẽ đưa ra một cái khái niệm phải không ạ à chúng ta sẽ đưa ra một cái khái niệm thì cái khái niệm ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu đó chính là thất bại là gì à được không ạ thất bại là gì à chúng ta có thể thấy rằng là ở đây thì các bạn có thể đưa ra một cái cách định nghĩa dễ hiểu nhất đúng không đó là thất bại là trạng thái nhận được kết quả không mong muốn như dự định thất bại là trạng thái đúng không ạ là trạng thái nhận được kết quả không mong muốn không mong muốn như dự định được không ạ có thể là tệ hơn kỳ vọng của bản thân và mọi người có thể hoặc là đến đây thôi cũng được ok ạ? mong muốn không như dự định hoặc là có vết thể biết thêm đó chính là à, đó có thể là những cái kết quả tệ hơn kỳ vọng của bản thân và mọi người ví dụ là như vậy ok chưa nào thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là um, chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ chúng ta giải thích ngắn gọn xong thì chúng ta sẽ đến với cái phần đó là phân tích bản luận hãy nhớ nha Câu hỏi được đặt ra ở đây là bạn sẽ lựa chọn đối mặt đúng không ạ? Bạn sẽ lựa chọn với đối mặt. Bạn sẽ lựa chọn đối mặt với thất bại như thế nào? Đúng không ạ? Đây là cái câu hỏi mà chúng ta có ở đây. Thế thì các bạn có thể thấy rằng là gì ạ? Sẽ có rất là nhiều cách lựa chọn đối mặt với thất bại. Có nhiều người thì sẽ tự dìm mình trong những cái suy nghĩ tiêu cực đúng không sẽ có rất nhiều người lựa chọn cách đó gì mình trong những cái suy nghĩ tiêu cực rằng mình sẽ không thể làm được cái điều, điều đó đâu mình đã thất bại rồi thì mình sẽ không thể làm được nó và lựa chọn từ bỏ nhưng mà cũng sẽ có nhiều người họ chọn cách dũng cảm để nhìn vào chính những thất bại của mình bởi vì họ tin rằng là năng lực của họ hoàn toàn có thể làm được điều đó nhưng mà họ sẽ xem lại về cái cách thức về cái phương thức làm xem có những cái điều gì chưa ổn không sau đó thì họ bình tĩnh họ suy xét tất cả những cái vấn đề đó họ tìm ra nguyên nhân và đưa ra những cái giải pháp và tiếp tục cố gắng và nỗ lực để thêm một lần nữa làm lại cái điều đó để tiến đến với cái mục tiêu của chính họ đúng không ạ thì mỗi người sẽ lựa chọn một cái cách đối diện với thất bại riêng ở trong cái phần bài viết này thì các em cũng cần phải đưa ra một cái cách để đối diện với thất bại đúng không ví dụ như cái cách mà chị đưa ra ở đây đó là tôi sẽ lựa chọn đối diện với thất bại đó chính là thứ nhất tôi sẽ làm gì ạ tôi sẽ dũng cảm chấp nhận thất bại đây là ý nêu ra viết theo kiểu diễn dịch ấy một cái ý chính như vậy xong bắt đầu triển khai những gì đã xảy ra trong quá khứ là những điều không thể lấy lại đúng không những điều đã xảy ra trong quá khứ là không thể thay đổi phải không ạ vậy nên điều chúng ta cần làm là dũng cảm chấp nhận thất bại dũng cảm chấp nhận thất bại được không ạ sau đó làm gì ạ sau đó à sau đó bình tĩnh để suy xét lại. Suy xét lại vấn đề một cách thấu đáo. Tìm ra nguyên nhân của thất bại. Tìm ra nguyên nhân của thất bại. Đúng không ạ? À? Tìm ra nguyên nhân của thất bại. Được không ạ? À? À, tìm ra nguyên nhân của thất bại. Sau đó chúng ta sẽ làm gì đây ạ? À? à sau đó chúng ta sẽ làm gì? À bên cạnh việc suy xét để tìm ra nguyên nhân của thất bại. Thì hơn thế. Từ việc đó. Chúng ta còn thấy là sau mỗi thất bại. Ta sẽ có được những bài học cuộc sống đúng không những bài học cuộc sống có được kinh nghiệm có được trải nghiệm và có thể làm tốt hơn mọi thứ trong lần sau đúng không có được kinh nghiệm trải nghiệm kinh nghiệm trải nghiệm từ đó sẽ làm tốt hơn ở lần sau đúng không ạ và sau đó thì chúng ta có thể làm gì ạ à và từ đó ta chọn cách tiếp tục nỗ lực và cố gắng phải không ạ ta chọn cách tiếp tục nỗ lực và cố gắng đúng không ta sẽ chuẩn bị tốt hơn cho lần sau đúng không ạ không lặp lại những cái điều mà đã dẫn tới thất bại đúng không ạ hãy dẫn đã dẫn tới thất bại ở cái lần trước ta sẽ tiếp tục đi tiếp cái con đường đó để hiện thực hóa cái ước mơ của chính bản thân mình Đúng không? Và chúng ta chốt lại. Chúng ta sẽ đón nhận thất bại bằng một thái độ tích cực. Được không ạ? Coi đó là công cụ. Được không ạ? Coi đó là công cụ, đây giống như ở cái phần trên đây này. Coi đó là công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Được không ạ? coi đó là công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Đó, thế thì các bạn ơi, về cơ bản là ở trong cái phần phân tích bàn luận này ý, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là chúng ta sẽ xem là đề bài hỏi chúng ta về cái vấn đề gì. Được không ạ? Thì chúng ta sẽ trả lời một cách trực diện về cái vấn đề đấy. Đấy là một trong những cái tip mà các bạn cần phải để ý giúp cho chị Đề bài hỏi về nguyên nhân thì nêu nguyên nhân, đề bài hỏi về ý nghĩa thì nêu ý nghĩa, đề bài hỏi về vai trò thì nêu vai trò. Và ở trong đề bài này hỏi về cách đối mặt với thất bại thì chúng ta đây, cách đối mặt với thất bại của chúng ta là ở đây đấy. Ok chưa ạ? Cứ làm như vậy giúp cho chị kiểu gì điểm cũng sẽ tốt. Trước tiên là như chị nói là bất cứ một cái bài viết nào thì cũng cần phải đảm bảo là đúng và đủ đã. Đúng đủ và khoa học đã thì người ta nhìn thấy các ý của các bạn người ta mới sẵn sàng cho điểm đúng không người ta nhìn thấy ý của các bạn thì người ta mới sẵn sàng cho các bạn điểm còn nếu như mà trong cái trường hợp mà gì ạ à? nếu mà trong trường hợp mà các bạn không cả đủ ý á phải không ạ à? trong cái trường hợp mà các bạn còn không cả đủ ý thì làm sao mà người ta cho các bạn điểm được và cái phần viết của các em cũng không rõ ràng thì làm sao người ta cho các bạn điểm được đúng không nào vậy nên các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá ok chưa ạ à, các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhé được không nào rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái phần nội dung tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần nội dung tiếp theo đó chính là phần chúng ta tiến hành làm gì đây ạ à? chúng ta tiến hành chứng minh chứng minh thì đương nhiên phải đi kèm với dẫn chứng và ở trên tôi đã nêu ra một cái cách đối diện với thất bại phải không ạ à? À ở trên tôi đã đưa ra một cái cách đối diện với thất bại. Đó chính là tôi sẽ dũng cảm để đón nhận nó, học hỏi những cái kinh nghiệm bài học từ đó. Bây giờ tôi phải nghĩ đến xem là có những ai đúng không ạ? Có những ai đã à, đã gì ạ? đã đã đón nhận thất bại bằng cái đó thì chúng ta có thể tìm theo cái từ khóa kiểu kiểu như thế này để có thể ra dẫn chứng này. Chúng mình nhá, chúng mình có thể tìm kiểu như này giúp chị. Đó chính là dẫn chứng về người nổi tiếng thất bại chị thì chị không không hay dùng dẫn chứng chị chỉ ví dụ người nổi tiếng thất bại thì nó sẽ ra được những cái cụ thể hơn đây các bạn thấy không ví dụ nhá đấy 17 người thành công chiến thắng thất bại nổi tiếng nhất của thế giới đúng cái các bạn tìm chưa đúng luôn phải không ạ thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có này đây thứ nhất là Walt Disney Walt Disney đã từng chia sẻ về thất bại lớn nhất trong cuộc đời của mình. Ông đã từng bị đuổi việc khỏi Kansas City Star vì họ nói rằng ông thiếu trí tưởng tượng và không có những ý tưởng tốt. Thậm chí bộ phim hoạt hình chú chuột Mickey nổi tiếng cũng từng bị từ chối nhiều lần à, vì họ e ngại bộ phim sẽ khiến phụ nữ sợ hãi. Bộ phim ba chú heo con cũng rơi vào tình trạng tương tự vì nó chỉ vòn vẹn có bốn nhân vật. Và sau đó công ty đầu tiên của ông Được không ạ? Lo Ram Animation Studio cũng đã phá sản Cứ như thế thất bại này Nối tiếp thất bại khác Và tổng cộng ông đã phải nhận 302 lời từ chối Tất cả những nỗi thất vọng đó Đến trước khi ông gom góp đủ tiền Để thành lập công ty Walt Disney Cái tên đình đám hiện nay Hay ví dụ như là For Đúng không ạ? Hay là ví dụ như chúng ta có ở đây được không ạ? À? đều là những uh, rolling này tức là các bạn hoàn toàn có thể chủ động lấy những cái dẫn chứng ở trên phần đọc hiểu ấy, đấy trên đôi khi là trên phần đọc hiểu là cung cấp cho mình dẫn chứng luôn đấy, các em ạ. À? đôi khi là trên phần đọc hiểu cung cấp dẫn chứng cho mình luôn đấy, thì các bạn sẽ sẽ chủ động nhá. được không nào? hay ví dụ như ở đây chúng ta có donald trump này, michael jordan này cũng rất hay này, albert einstein này, được không ạ? À? Van gốc này, abraham lincoln này. À được không ạ uh, Stephen King này Thomas Edison Thomas Edison là một biểu tượng luôn đấy, Một tượng đài luôn đấy Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái sự nỗ lực của ông ấy Vì cái việc đón nhận thất bại của ông ấy Là lên tới tận 10.000 lần Các bạn ạ Các em nhá Và nếu như bản thân Thomas Edison Không phải là người đón nhận thất bại Theo hướng tích cực Thì có lẽ ông ấy sẽ không bao giờ có đủ Cái sự kiên trì để có thể làm lại làm lại làm lại tới cái con số là 10.000 lần để có thể nỗ lực phát minh ra bóng đèn điện. Được không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng đây thực sự là một cái dẫn chứng các bạn rất nên đưa vào trong phần bài viết của mình. Đúng không? Giáo viên của Thomas Edison nhận định rằng ông quá chậm để học bất cứ thứ gì, nên mẹ ông đã quyết định cho ông nghỉ học và từ đó bà tự dạy cho con trai mọi thứ mình biết không chỉ có vậy ông đã sớm bị sa thải khỏi hai công ty, hai công việc đầu tiên do không đủ năng lực. Vậy mà với nỗ lực của mình thì Thomas Edison được biết đến là một trong nhà sáng, một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất mọi thời đại. Và thành công của ông đã mỉm cười sau hơn 10.000 lần nỗ lực để phát minh ra bóng đèn điện. Đúng không ạ? Đó thì các bạn hay là Henry Ford này. Được chưa nào? À, rất là nhiều hay là Steve Jobs này? Đó, các bạn thấy không ạ? Ví dụ như chúng ta có thể nếu mà các bạn muốn tìm người nổi tiếng ở Việt Nam, không lấy người nước ngoài nữa, mình sẽ xem. Ok chưa ạ? Thì chúng ta sẽ cùng xem nhá, người Việt thành công. Đây, ví dụ như thế này. Họ đã từng là ai trước khi được biết đến? À, ví dụ như là đây chúng ta có này. Được không ạ? Đó, ông bầu Đức này, công phượng này, À Trịnh Long Vũ này, MC nổi tiếng của game show Trước Nón Kỳ Diệu. Đã trải qua 7 năm liền làm cộng tác viên ở đài truyền hình Việt Nam, sau đó thi công chức 3 lần mới đỗ. À được không ạ? Cũng là một cái dẫn chứng rất là gần gũi với chúng ta, đúng không ạ? MC Long Vũ, đúng không? Đó. Được chưa ạ? Các bạn thấy không ạ? Đó, hay là ông Đặng Lê Nguyên Vũ này. Một mình tới Sài Gòn khi 17 tuổi, bỏ học trường Y để đạp xe thu mua từng bao cà phê thô, vay mượn khắp nơi để khởi nghiệp với quán cà phê nhỏ xíu chỉ có 2,8 m vuông. Được chưa nào? Đó thì các bạn sẽ các bạn sẽ chú ý chúng ta có thể tìm được rất nhiều luôn. Và đó là cái cách mà chúng ta có thể tìm nhá. Hay đây ví dụ 6 doanh nhân. Đó, 6 doanh nhân này. Bill Gates này cũng đã từng thất bại này. Được chưa ạ? Steve Jobs cũng đã từng thất bại này đó các bạn có thể tìm được rất nhiều dẫn chứng cái điều quan trọng là các bạn có thực sự chị nghĩ rằng là các bạn có thực sự gọi là gì ạ à, dành cái thời gian ra để tìm kiếm dẫn chứng hay cho cái phần bài viết của mình hay không thôi tức là ý chị đang muốn nói ở đây đó chính là cái sự đầu tư của các bạn cho cái việc viết bài nghị luận xã hội chúng ta cũng cần phải có kiến thức nền chú đúng không Bây giờ mà các bạn không Đâu phải là viết nghị luận xã hội là mình có thể viết bừa Là mình có thể chém gió đâu Thậm chí là khi mà mình viết nghị luận xã hội Thì mình sẽ còn phải có cái tính minh xác Cao hơn rất nhiều Đúng không ạ? Cái tính minh xác ở đây có nghĩa là gì? Mình sẽ phải cập nhật thông tin Và mình sẽ phải đưa những cái thông tin chính xác đó. đó, thế nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy ở à, Vừa rồi chị đã nói với các em Có rất là nhiều những cái dẫn chứng Để các bạn có thể viết Các em nhá có rất nhiều những cái dẫn chứng về cái việc người ta gì ạ, họ đã đối diện với thất bại để họ vượt qua cái thất bại đó như thế nào các bạn có thể đưa vào được không ạ? Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, đối bài học về đối diện với thất bại bằng sự tích cực khiến tôi nhớ tới Thomas Edison. Đúng không ạ? À? Edison. Ok chưa nào? À, được không nào? Trước khi phát minh thành công bóng đèn điện. Đúng không? Một phát minh vĩ đại của thế giới. Vĩ đại của thế giới phải. Ông ấy đã từng thất bại khoảng 10.000 lần. Được không ạ? À? Chấm. Thế nhưng đứng trước thất bại đó. Đứng trước những thất bại đó. Thomas Edison không bỏ cuộc. Thomas Edison không bỏ cuộc. Ông ấy nói rằng được không ạ? À? Các bạn sẽ chú ý giúp chị là khi mà chúng ta tìm hiểu về câu chuyện phát minh ra bóng đèn của Thomas Edison á thì ông ấy có nói rằng là gì ạ? À? Ông ấy có nói rằng là đó chỉ là một 10.000 cách làm chưa đúng thôi. Được không nào? Còn đó không phải là thất bại, tức là đón nhận cái thất bại đó bằng một cái rất là tích cực luôn ấy ạ. À. Thì các bạn sẽ chú ý nhá. Đây các bạn có thể thấy là câu chuyện Đấy, ngược dòng thời gian này À, được chưa nào thì chúng ta có thể thấy ở đây Đó, ok không ạ Ai mới là cha đẻ này Thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì nào Chúng ta thấy rằng là bóng đèn từng bị chê thậm tệ và tưởng là đồ bỏ Đó, ok chưa nào À, thì ở đây chúng ta sẽ chú ý giúp chị nhá Về cái câu chuyện mà sáng chế bóng đèn của Thomas Edison Thấy ạ đó Thomas Edison này Đấy tuổi thơ này Cuộc đời thay đổi vì lời nói dối của bố mẹ này Thầy phù thủy ở mẹ ở Menlo Park này Đó Với sở thích mày mò sáng tạo Cậu bé Edison đã tự lập cho mình phòng thí nghiệm Để thuận tiện cho việc nghiên cứu Phòng thí nghiệm đầu tiên nằm trong tầng hầm của gia đình Khi Edison chỉ mới 10 tuổi Sang đến năm 12 tuổi thì Thomas Edison đã bán báo và kẹo cao su để phụ giúp gia đình. Vì phải làm việc trên tàu hỏa nên cậu cũng tranh thủ tận dụng một khoang trống trên tàu để làm phòng thí nghiệm. Và không may, Thomas Edison đã làm cháy toa tàu khi thí nghiệm nên cậu bị nhân viên soát vé tát một cái thật mạnh và đuổi khỏi tàu. Và chính vì cái tát ấy mà cậu bị ù tai và dần mất thính giác. Tuy nhiên, cậu lại cho rằng nhờ thế nên cậu sẽ tập trung 100% sức lực và trí óc cho phát minh của mình. Với phát minh đầu tiên là tạo ra máy hát, Thomas Edison đã khiến cho cả thế giới xôn xao nhưng phải đến tháng 3 năm 1978. Khi ông phát minh ra bóng đèn điện thì tên tuổi của Edison mới vang danh và giúp ông trở thành nhà phát minh vĩ đại nhất của toàn nhân loại. Đó, các bạn có thể thấy rằng là Thomas Edison với tổng cộng là 1.500 bằng sáng chế hiện. Thực sự là quá vĩ đại, đúng không các em? Thực sự là quá vĩ đại ạ. Đó, được chưa nào? Ông ấy cho rằng đó là 10.000 cách làm chưa đúng. Được không ạ? À? Chứ không phải là thất bại. Được không? Và chính cách đón nhận hay cách đối diện với thất bại bằng suy nghĩ tích cực như vậy đã đưa ông trở thành nhà phát minh vĩ đại nhất trên thế giới với 1.500 bằng sáng chế. đó ví dụ thế nhá Sau đó thì chúng ta có thể tiến hành mở rộng bằng cách là mở rộng hoặc là phê phán vấn đề thì ở đây chúng ta có thể phê phán một bộ phận giới trẻ đúng không ạ khi mà không không có đủ cái lòng can đảm để đối diện với thất bại thường né tránh thất bại đúng không ạ không không dám đối mặt với thất bại đúng không một bộ phận không dám đối diện với thất bại đúng không sợ hãi lùi bước và chính cái điều đó sẽ giúp cho họ sẽ mãi à đúng không ạ, sẽ mãi khiến cho họ uh, thụt lùi lại hoặc là sẽ mãi ở trong cái vòng an toàn vùng an toàn của mình và không thể bước ra để có thể thành công hơn trong cuộc sống. Được chưa nào? Sau đó chúng ta sẽ có thể tiến hành liên hệ bản thân. Thì thực tế là ở cái phần trên chúng ta đã vừa trình bày cái quan điểm của chúng ta là như vậy rồi đúng không ạ thì chúng ta khẳng định lại cái phần liên hệ bản thân này được chưa nào ví dụ như à đón nhận thất bại bằng suy nghĩ tích cực đúng không bằng suy nghĩ tích cực là cách mà tôi thường làm thế nhưng tôi hiểu rằng sau mỗi thất bại ấy mình cũng cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại về chính bản thân đúng không để có thể thay đổi và thành công trong lần nỗ lực trong lần nỗ được không ạ trong lần nỗ lực tiếp theo ví dụ thế và cuối cùng kết đoạn đưa ra một cái thông điệp phải không ạ à? đưa ra một cái thông điệp được chưa nào à, không có con đường nào cuộc sống này vốn dĩ không có con đường trải đầy hoa hồng cho bất cứ ai được không cuộc sống cuộc sống này vốn dĩ không có con đường trải đầy hoa hồng cho bất cứ ai điều chúng ta cần làm là dũng cảm là dũng cảm bước qua những con đường được không ạ bước qua những chông gai ấy được không ạ bước qua những chông gai ấy để à để có thể có được để có được một hành trình ngát hương đó lấy cái hình ảnh con đường hoa hồng luôn đúng không thế xong bắt đầu soi chiếu vào lấy cái hình ảnh đó biểu tượng đó làm phân kết luôn không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả đúng không thế nhưng mà chúng ta hãy dũng cảm bước qua những cái trông gai thử thách để có được một cái hành trình ngát hương hay để có được một cái hành trình rực rỡ hay để có một cái hành trình ý nghĩa hơn đó, kiểu kiểu là như vậy. Thì các bạn ơi, chúng mình có thể triển khai cái đề bài vừa rồi cái câu nghị luận xã hội theo cái hướng mà chị vừa định hướng cho các bạn nhá. Ok chưa ạ? Cái điều quan trọng nhất chị đã nói rồi là phải đặt tâm thế tôi đang mong muốn viết một cái bài văn nghị luận xã hội truyền cảm hứng. Được không ạ? À? Tôi mong muốn có thể gì ạ? À? Tôi mong muốn có thể viết một cái bài văn nghị luận xã hội truyền cảm hứng. Ok không nào? Đấy là cái mục tiêu của tôi đề ra. Được không ạ? À? Đấy là cái mục tiêu của tôi đề ra. Được chưa nào? Và để có thể đạt được cái mục tiêu đấy thì chúng ta biết rằng là đấy, chúng ta sẽ cần phải có những cái ý như vậy để đảm bảo cho một cái phần bài viết đầy đủ. Đó, đúng đủ cái đã. Sau đó sâu hay ấn tượng độc đáo như thế nào thì thì mình sẽ làm bằng những cái cách mình sử dụng ngôn từ diễn đạt kết nối ở trong cái phần bài viết của mình. Được không ạ? À? Thì các bạn sẽ chú ý nhá đó là cái phần đọc hiểu và nghị luận xã hội